Chợ Mộc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, nơi tiêu thụ phần lớn hải sản đánh bắt của bà con ở vùng biển Cửa Hội. Cảnh buôn bán ảm đạm, ế ẩm đã nhiều tháng nay. Chị Võ Thị Lan, một tiểu thương có thâm niên kinh doanh hải sản hơn 20 năm ở chợ Mộc, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang, lo lắng như hiện nay. Gia đình chưa biết sống dựa vào đâu, khi mà nguồn thu nhập chính của gia đình là đánh bắt và buôn bán hải sản. Buôn mình khi vài triệu bạc vốn, dù buôn một trăm trăm rưỡi bạc vốn thôi, mà lúc khi chợ ế cũng bán được, cái phù sa này ở trong Hà Tĩnh nữa, thế thì cãi bị nước, bị nhiễm với chị nữa. Thì từ đó là nhà chị thất thu là cũng buôn bán được. Thì mấy khi buôn thì một ngày trăm rưỡi vài trăm, cho dư thì có khi ngày kiếm trăm chục, ngày kiếm ba chục. Thì càng người thì buôn thì họ cũng bán, họ cũng mua. Việc buôn bán hải sản không chỉ khó khăn với tiểu thương ở chợ Mộc, mà nhiều chợ khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bởi sau công bố của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cho tới nay, thì không có cơ quan nào kiểm định đâu là hải sản ở vùng biển an toàn và đâu là hải sản ở vùng biển bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Người tiêu dùng quay lưng với hải sản, đồng nghĩa người kinh doanh đành bỏ chợ dù chẳng có nguồn thu nào thay thế.